Trường học biến thành nhà tù, các phòng học thành trại tạm giam, các gốc cây che bóng mát xung quanh ngôi trường thành cây giết người. Nhà tù S21, bảo tàng diệt chủng Tunsaland hay nhà tù S21, đây đã từng là trường trung học phổ thông trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, nơi từng được mệnh danh là địa ngục của Trần gian ở phía nam thủ đô Phnom Penh, Campuchia, là một bảo tàng về tội ác của diệt chủng quân Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Trong thời gian cầm quyền 4 năm, nơi đây đã giam giữ khoảng 17.000 người. Tất cả tù nhân đưa đến địa ngục Trần gian Tunsaland là để chết. Các bạn cân nhắc kỹ trước khi xem. Nếu bạn có tính tò mò, cùng mình vào bên trong nhé, nơi chứng tích tội ác Pol Pot còn để lại. Và chiều hôm nay thì tất cả các anh em sẽ tiếp tục cái hành trình đi đến một địa điểm khá là gần tại thủ đô Phnom Penh này của Campuchia. Thời tiết hiện nay nhiệt độ khá là nóng, khoảng 34-35 độ C. Và người đồng hành cùng với mình vẫn là chú Ba. Chú Ba sẽ đồng hành trong suốt cái hành trình của mình khá là dài. Và đây là chiếc xe tút tút. Dạ, chào cô bác quý anh chị, thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại nhà tù S21. Và nơi đây, trước đây là một trường học. Sau khi Pol Pot chiếm chính quyền từ năm 1975 đến năm 1979, 4 năm, thì biến nơi này thành nhà tù. Và họ lấy lời khai và giam cầm một cách rất là dã man. Và để hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vô nhà tù S21 này nha. Nhà tù Tunsaland, đây là cái trường trung học của thủ đô Phnom Penh. Nhưng mà trong chế độ Pol Pot, nó làm nơi nhà tù. Như vậy, người nó sợ người tù nhân tránh ra thì nó chạy ra ngoài, nó lấy hàng rào rào. Nó cứ buộc vào tội tình báo. Dù em không phải thuộc về tình báo thì nó buộc vào tình báo, vô trong đó là giống hết. Và trước khi vô đây thì mình sẽ mua một cái vé tham quan. À, đây là một trong những cái nhà tù rất là nổi tiếng trong lúc mà bọn Pol Pot hay còn gọi là Khmer Đỏ chiếm lấy chính quyền. Và trong thời gian 4 năm thì bọn Pol Pot đã diệt chủng hơn ở đây hơn 20.000 người. Và bây giờ thì mình sẽ vô mua vé ha. One ticket. Ở đây thì có tên gì? Audio? Audio. Phải cho là có ticket. À, không có audio. Ở đây thì gần, nếu như mà trước thì đây thì có audio thì mình sẽ có để cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Hàn Quốc. Excuse me, cannot read the O. Tiếng Việt. Hello, cannot read the O. Stop read the O. Cannot read the O. Cannot read the O. Cannot read the O. Okay. Nhân viên họ ở đây họ thông báo cho mình là không có sử dụng camera, cannot camera. Và bây giờ mình sẽ điền một số thông tin. Và đây là cái thẻ của mình, thì mình mua là 8 đô. Mọi người có thể thấy là trước khi vào cái cổng ở đây thì chúng ta thấy là có khoảng 14 ngôi mộ được chôn cất tại đây. Có nghĩa là sau khi chính quyền Việt Nam vô tiêu diệt bọn Pol Pot Campuchia đó thì họ còn thấy 14 thi thể nằm ở đây và họ chôn cất tại nơi này. Và trong kia đó chính là ngôi trường học mà trước đây thì là một ngôi trường học, và sau này thì bọn Pol Pot dùng nơi đây làm cái nơi tra tấn cũng như là lấy cung ngay tại địa điểm ngôi trường học như thế này. Nếu như mà nói về một cái ngôi trường học thì đầy tiếng trẻ con, thì nơi đây chắc có lẽ là ngôi trường đầy âm hồn, nơi những người chết khắp nơi ở trong ngôi trường như thế này. Và chúng ta đã nhận thấy là một cái ngôi trường với một cái khuôn viên khá là lớn. Nếu như ở giữa là một cái cột cờ thì ở đây biểu trưng hình ảnh một người đang chịu một cái hình phạt nào đó. Như vậy là những tại sao có mười mấy ngôi mộ ở trong nhà tù Tunsaland. Như vậy khi bộ đội Việt Nam giải phóng thì mình biết là giường cá nhân á, nó còng
rồi đã giết trước khi nó rút ra chạy đó, thì nó đã giết. Giết khi bộ đội Việt Nam giải phóng xong, nhiều khi đã có giòi rồi, nhiều khi thúi rửa những hình cái xác đó. Như vậy khi bộ đội Việt Nam giải phóng thì ngày 7 tháng Giêng năm 1979 thì lấy những cái xác trong cái giường đó đó thì mới chôn được mười mấy ngôi mộ đó, em hiểu không? Dạ. Yeah. Tức là nó rút chạy, nó đã một phần là giết chết mấy ngày trước, một phần là nó rút chạy rồi nó giết. Như vậy những người chết ở trong giường đó. Như vậy ngày 7 tháng Giêng thì khi giải phóng xong thì những cái xác đó chết 5, 6, 7 ngày hoặc một tuần. Thì những ruồi bọ nó tạo ra những sâu bọ. Nhiều khi nó bò lốm đốm đốm đi em đạp bụp 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 bụp. Thật ra cái xác mà mấy người đó bỏ đồ gì, mấy đêm lại chôn cất trong cái nhà tù tù sau đây. Ở đây là cái lối của trường học và ở đây họ cấm ghi hình ở mình sẽ ghi đến cho mọi người xem nha. Một cái trường học thì biến thành một cái nhà tù, nơi đây ta tấn cực kỳ dã man. Và mọi người nào mà có tinh thần yếu thì không nên xem video như thế này. Đây là những cái giường họ tra tấn mọi người. Đây là những cái thanh sắt gông cùm và những cái hình ảnh kỳ phản cảm. Họ chết sình ở trên một cái ngôi giường như thế này, phân hủy ở trên cái ngôi, trên chính cái giường luôn. Một cái ngôi trường rùng rợn nhất mà mình từng biết được. Một ngôi trường sau này biến thành một cái nhà tù. Đây là những cái giải của những cái căn phòng học, những cái căn phòng học dạy cho tất cả các em học sinh. Thì họ biến thành nơi tra tấn rất là dã man và tàn bạo, để nói lên cái sự tàn bạo nhẫn tâm của bộ môn Boss. Không được ngồi lên nữa. Vẫn còn có những cái cánh quạt, những cái bóng đèn. Mong mọi người thì có ý muốn biết thì đừng nên xem những video clip như thế này. Mình phải ghi hình lén mà nói chuyện rất là khẽ. Cực kỳ dã man. Đây là một trường phổ thông, một trường trung học phổ thông. Ngày ngày dâng lên những cái kiến giảng của giáo viên cho học sinh thì nơi đây biến thành một cái căn nhà tù đầy tội ác. Nghe nói rằng thì khi mà bộ môn Boss lấy lời khai bằng cách là rút móng tay, rút cái móng tay để mà cho đến chết, hành hạ đau đớn. Đây là những cái dịch băng ghế. Đây còn cả luôn những cái tấm bảng á. Những chiếc áo, những cái quần và những đôi dép của những nạn nhân. Cảm giác rất là rùng rợn. Và đây là tầng 3. Nơi đây còn luôn cả những cái bộ đồ đi học của các em học sinh. Thì cái nhà tù này đó thì sau khi giành được chính quyền thì bộ Pol Pot đã dồn những người tri thức, những người dân Campuchia vào đây. Và họ sẽ lấy lời khai và hành hạ từ từ cho đến chết, hoặc là lùa qua cánh đồng chết để mà giết. Một cái căn nhà tù. Sẽ đi xuống nha mọi người, cũng như là cô bác quý chị, sẽ đi xuống cái lầu dãy bên kia cho mọi người cùng xem tiếp theo. Một trong những nhà tù, một trong những cái trường học mà đầy âm hồn nhất ở Campuchia, đó là nhà tù S21. Đây là những cái hình ảnh vào ngày 17 tháng 4 năm 1975 khi mà bọn Pol Pot chiếm đóng Campuchia. Và lúc đó thì bọn chúng dụ người dân để lùa vào để mà lấy tra tấn. Cái trang phục của bọn Pol Pot là khăn rằn với lại một cái trang phục màu đen mưa. Và đa số đây là các thiếu niên hết à. Đây là bản đồ vị trí địa lý. Còn đây là quần áo của các nạn nhân bị bọn Pol Pot giết. Đây.
Đây là đống quần áo của các nạn nhân nè. Đây là cái trang phục. Và đây là các nạn nhân. Các nạn nhân đã bị bọn bom bót thảm sát. Hình ảnh của các nạn nhân. Ở đây họ hạn chế ghi hình nên mình sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ. Đây là một căn phòng học thì biến nơi đây. Hiện nay đây là một phòng trưng bày, nhưng trước đây khi bọn bom bót chiếm đóng thì đây là một nhà tù cực kỳ khét tiếng trong thời gian chiếm đóng 4 năm tại đất nước Campuchia. Hình ảnh của nạn nhân. Đây là đào hố chôn mà mọi người. Cái bên rất là nhiều nạn nhân đã hy sinh, đã chết ở đây. Đây là các nạn, các tù nhân coi như có mã số hết. Cái giải bên đây là biến thành một cái nơi trưng bày hình ảnh các nạn nhân đã chết trong khi lúc mà các quân đội chiến đấu. Cực kỳ mang gợn. Rồi trong đó là em biết là nó có cái cây. Ví dụ nó cộng chân vậy, một dọc như vậy 5-10 người, 20 người, 30 người có. Tức là nó xỏ cái cây sắt dài nó cộng lại à. Như vậy họ điều tra hình phạt coi như cực, coi như giật điện nè. Rồi sử dụng nước đủ loại đủ. Trong các căn phòng này thấy đây là những cánh đồng chết, nơi xỏ người và xuống nhiệt chất. Cũng chứ có. Đây là các công cụ để chúng giam cầm à, chúng giam vô một cái ống quyển. Rất là nhiều chúng giam cầm như thế này. Đây là hình ảnh của chúng đồng chết. Những người đã bỏ mạng ngay tại nhà tù này luôn. Những hình ảnh khá là kinh dị. Những hố chôn tập thể. Còn đối với nữ đó, họ còng tay còng chân cái lên cái bàn bục giảng của giảng viên, cái giáo viên đó, họ còng tay còng chân, cởi áo ra, lấy cái kìm giật nhũ qua ra, mấy là con rít, họ có nuôi con rít đó, họ bắt cho chích. Đó là những hình cực, cực hình coi như dã man nhất đó. Còn những cái tấm bảng dạy về hình phạt. Đây là tái hiện là một khung cảnh của trường học của mình. Tunsland S21 á chú, thì có mà con thấy là họ phân ra một ở dưới và ở dưới trệt và trên lầu, thì hai cái nhà tù đó là khác nhau, là các tội nhân là khác nhau hay sao chú? Dạ, nói chung lại là ở trên lầu và ở dưới thì nói chung lại nó buộc em là tình báo hay là những, nếu nó sai phạm mẫn cái gì đi nữa nó cũng buộc vào để vấn đề đó là cái tội nặng nhất.
Như vậy ở trên và ở dưới nó không phân biệt đó là tội nặng tội nhẹ. Tất cả vô nhà tù tu sẽ lên là đều là tội hết. À, nhưng mà khi nó giết rồi đó, nó cởi cả quần áo ra. Như vậy từng trên phần đông là nó để quần áo những tù nhân bị giết, nó lại cởi lại để từng đống ở trên tầng trên. Còn tầng dưới là phần đông là giam cầm, từng nó làm từng phòng đó. Một phòng nhỏ là một người, phòng một nhỏ là người. Đây là các buồng giam đó. Rất là đặc biệt đó mọi người. Khi bộ quân bóp dùng các dây thép hết rồi. Các trường họ biến thành nhà tù là gây giỡn đúng không? Trước đây có mình. Đây là các trường. Các trường bị giam. Các căn phòng mỗi một tù nhân được bao nhiêu một phòng như thế này, không gian khá là tối và chật hẹp, và các dãy phòng học á cũng không lót, đều đập ra một cái lối đi thông thoáng từ đây dậy đến bên kia. Đây là cái phòng học mà được ngăn cách với nhau thì chính là một cái lối đi cho tiện việc quản lý á. Cái diện tích này thì từ đây đến đây khoảng 1 mét, dài khoảng 2 mét rồi. Đây có số là 01 nha. Có số rồi. Ở đây thì cũng đã là số 4 rồi. Không được đánh số thứ tự hết rồi. Thật kỳ cũng tối rồi. Mọi người thấy chúng biến thành dạng tượng nhà tù mang gỡ. Cái nhà phòng bên kia thì chúng giam nằm, còn ở đây chúng giam nằm. Cảm giác lạnh người. Ở đây thậm chí là chúng tết cả cái ống để mà đi tiểu tiện. Xây ra một cách rất là tạm bỡ bởi những viên gạch như thế này. Mỗi một phòng là một, hai, bốn, năm, sáu, tám, chín, mười. Chia ra là mỗi một phòng là 10 phòng biệt danh khác nhau và được cắt ra đầu bảy một lớp dây thép. Làm chúng được thép những cái lỗ như thế này để mà tiện cái việc mà tiện thị luôn. Đi ra vào đây nha. Nó khi đẹp. Đây là tái hiện là hình ảnh tù nhân. Rồi là tù nhân nên mọi người dân thường chúng cũng lấy lời khai và bắt giết luôn rồi. Đây là những cái chìa khóa. Đây là cái chìa khóa chúng kêu qua đây. Ba phòng thì rất là hơn 30 người. Ba phòng bảy khá là lùng gợn ha. Chúng đục một cái để mà tạo cái lỗ như thế này. Bây giờ những chìa khóa đó. Bạn học vẫn còn cái tấm bản học vẫn còn treo ở đây. Khi học thì đúng nhà tù. Bây giờ mình sẽ đi qua một cửa tắt máy và sẽ đi. Đây, mình cứ gai thép này. Chỉ có 4 năm thôi nhưng mà sát hại rất là nhiều.
phòng gỗ. Thì giả mẫn nha mừng. Đây, chiếc cưa những cái bàn đó để làm được cái căn phòng tạm giam như thế này. Âm khí vẫn còn rất là nặng. Dạ, ở dưới thì chúng được xây mở dưới này nè, tận dụng những cái phần mà bàn ghế á của học sinh á, thì chúng đóng á, chúng đặt ra và đóng thành những cái nhà tù biệt giam như thế này. Ở mỗi trên mỗi một cái tường thành chúng mình có ghi một con số nữa nè để tiện việc quản lý tù nhân. Mong mọi người nhớ theo dõi mình, tại vì ghi một cái thước phim như thế này rất được rồi. Mình ở ngoài chúng có thể nhìn qua những cái thanh cửa sắt như thế này. Cái gì ứng đối này. Đó, bên cuối giải thì thôi à, chúng đục thành một cái giải quan sát hành lang dài à. Đó, và hai bên đều là các tù nhân, mỗi một phòng là một tù nhân. Chúng có những cái biển số, cái bảng BK trên này ghi số và đưa thức ăn qua cái cửa như thế này. Đây. Và bây giờ hết cái giải này. Hết cái giải số 3 này. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha mọi người. Tại ra đây cái gì? Đây là những cái dải dây thép dăng để nhằm xong cho tù nhân đi ra bằng cái con đường này. Những dây thép dây cực kỳ mang giờ và tội lỗi. Hình như là còn một cái hướng đi lên. Cái kia này khá là dài lắm, mọi người cũng lắm kia nha. Cái phòng này được tháo ra rồi nhưng mà chúng vẫn ghi những cái con số nè để cho mọi người biết nè. Những con số nè, 8 phòng, ở đây là đến 18 phòng, 16, 18 được dỡ rồi mọi người. Những cái phòng học của học sinh này đứng thành những cái căn nhà tù. Rất là mang rồi, và mình sẽ đi xuống và đi tiếp tục đi qua dãy bên kia đó để cho mọi người thấy toàn cảnh về cái nhà tù S21 tại Campuchia này, khi mà bọn Pol Pot chiếm đóng từ năm 1975 đến năm 1979, 4 năm thôi mà chiếm giết rất là nhiều mạng người. Cực kỳ mang rồi. Xin mình sẽ thấy nhìn rõ hơn cách điều tra. Tức là họ điều tra mình biết là cái thùng phi họ cưa ra làm hai. Cái họ đổ nước cái tay mình này còn với cái đá thùng phi. Nên kéo cái chân mình lên. Cho mình cái lỗ mũi này bị ngột nước. Hoặc nó làm một cái ao, cái hồ. Cái tay mình còn ở dưới này. Cái lỗ mũi mình đây nó bơm nước lên ngập. Dã man quá. Cắt cổ. Những cái công cụ dưới của chúng. Trời ơi, treo cổ. Wow.
rất là mang dở. Và đây là một cái hình ảnh mà khi mà các tù binh, các tù nhân được tắm này. Ôi ơi, dân dây nằm nè. Dùng kìm rút ngón tay, móng tay. Sập nước cho đến chết. Không uống nước thì axit. Đông đinh. Chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Đây là cảnh trường học. Sau khi bọn chúng chiếm đóng xong, đóng đổ nát, trẻ em những học sọ cực kỳ giá mạnh người, nhớ ý tiên công đang xem nha. Đây là cái số này. Và bây giờ thì các anh em sẽ về nhà chú ba trở về nhà nghỉ kết để kết thúc hành trình ngày hôm nay. Trong hành trình ngày hôm nay ghi cảnh về nhà tù S21 cũng khá là vất vả khi mà việc ghi hình bị hạn chế, nên là nữ là việc âm thanh của mình phát ra cũng hơi nhỏ, cũng mong cô bác quý chị cũng như là tất cả các bạn cùng thông cảm. Video clip này sẽ mang một điều gì đó thú vị cho cô bác quý chị cũng như là tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau. Và bây giờ mình sẽ đi về thôi. Đó là cái toàn cảnh của nhà tù S21, một nhà tù mang gỡ từ trường học biến thành nhà tù.